Xứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay xin chúc cô chú và anh chị mình có một ngày mới tốt lành ạ. Bên con hôm nay có một số cây xứ hạ lai tạo xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Và mình có cây là số 1, hoa hai lớp, màu đỏ. Ở trong có pha hồng xíu ha. Hoa hai lớp, cái hoa này ở đây nó do qua bị tưới á. Tưới cái giọt nước mạnh quá nó bị dập hết cánh hoa. Cây này thì chiều cao nó khoảng là 22 cm, giá 40.000. Số 2, mình có cây hoa 3 lớp màu hồng sọc tím, 100.000. Chiều cao của cây tầm khoảng là 30 cm. Phân tàn một tựa dưới đây ha, đang cho hoa. Ở trên đây ngọn chánh nó cũng cho hoa luôn, 100.000. Số 3, hoa hai lớp màu cam sọc đỏ, giống như hoa kim anh đó ha. Phân tàn ra hai ngọn chính và một tựa phụ dưới đây, 100.000. Số 4, có cây hoa hai lớp màu hồng sọc đỏ. Cây phân tàn phía dưới, lên trên có nữa, phân như là hai cái tàn, 60.000. Chiều cao của cây tầm khoảng là 20 cm. Số 5 là mình có cây hoa màu vàng 5 cánh. Cánh nó vàng nhạt và họng nó vàng đậm ha. Cây phân tàn ra, chiều cao của cây thì khoảng 20 cm trở lại. Một ngọn chính và hai cái ngọn phụ hai bên, 120.000 cho hoa màu vàng. Số 6 mình có hoa 5 cánh màu hồng sọc hồng đậm, phân tàn ra được hai tựa phía dưới à. Chiều cao cây khoảng 20 cm, 30.000. Số 7, hoa màu hồng cánh ở ngoài viền đỏ. Màu hoa của cây hoa này nói chung rất là sắc nét luôn, 80.000 cho cây số 7. Phân tàn phía dưới, phân tàn xoay quanh hết luôn, 80.000. Số 8, mình có hoa hai lớp màu hồng sọc tím. Cái hoa này là nở này mấy bữa luôn rồi, nó muốn tàn luôn nè ha, chứ nó mới ra sọc tím rất là đậm. Cây của mình chiều cao khoảng 20 cm, phân tựa một tựa phía dưới. Trên đây là một ngọn cái cho một hoa và còn một chùm nụ luôn ha. Ở đây một tựa phụ của nó nè, cũng cho một chùm nụ sắp nở. Cây của mình là giá 100.000, màu hồng sọc tím hai lớp. Rồi số 9 là cây hoa 5 cánh, 50.000. Rồi hôm nay con giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số giống, một số màu hoa hạ lai tạo này ha. Và cái hàng này con đóng hàng đi là 2 cây trở lên con mới đóng ha cô chú và anh chị. Cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con ạ.